Rất vui khi được gặp anh em tại channel của LC Thiên Đường Quần Bò Nam Đẹp. Quần jean nam đen là một trong những cái vũ khí vô cùng lợi hại giúp anh em có thể cân mọi loại đồ một cách rất là dễ dàng. Và ngày hôm nay mình có 4 chiếc quần jean nam đen ở đây với 4 cái form dáng cũng như là kiểu cách khác nhau. Bây giờ thì mình sẽ đánh giá qua từng chiếc một để anh em xem là mình thích những cái chiếc quần jean nam đen nào nhé. Sản phẩm đầu tiên sẽ là một em quần jean nam màu đen. Em này thì có một cái màu gọi là màu đen mài và có rất nhiều những cái họa tiết cào, rách, vá, vẩy sơn. Form dáng của em này thì là form dáng ống suông thì rất là phù hợp với những anh em nào mà thích rộng rãi, vẫn thích phong cách. Thì đây là một trong những em quần jean nam rất là xứng đáng để anh em có thể lựa chọn mặc đi chơi hay là đi bar club thì vô cùng là ok. Và nếu như anh em nào không thích thì chúng ta có thể xem mẫu thứ hai. Đối với những anh em nào thích sự đơn giản, không quá màu mè thì đây là một trong những cái chiếc quần jean nam cũng rất xứng đáng để anh em có thể thêm vào bộ sưu tập của mình. Chiếc quần jean nam đen trơn này thì nó có một cái form dáng là form dáng ống đứng. Form dáng này thì rất là dễ mặc và khi anh em có thể kết hợp cho mình với mọi loại đồ một cách rất là đơn giản và dễ dàng. Tổng thể của em nó thì là một màu đen tuyền, nó không có một cái họa tiết gì cả và cái form ống đứng này thì anh em mặc thì rất là thoải mái. Ngoài ra chất liệu vải em này có co giãn rất là tốt. Sản phẩm tiếp theo đó chính là một em quần jean nam ống côn. Em này thì được mix hai màu xám bạc kết hợp với nhau, phần bạc ở phía trên và phần đen ở phía dưới anh em nhé. Em này thì là ống côn thì rất là phù hợp với những em nào người nhỏ nhắn hay là thích cái sự gọn gàng. Mặc em này thì sẽ ăn da được chiều cao hơn rất là nhiều. Chiếc quần jean nam ống côn này thì vẫn mang cho mình một cái phong cách hiện đại, không quá nghịch ngợm và nhìn nó rất là nhã nhặn. Ngoài ra trên những cái chiếc quần jean nam ống côn này cũng có một cái chất liệu vải jean cao cấp co giãn cực kỳ là tốt. Không những vậy, màu sắc của em này là một trong những cái màu mới nhất của năm nay. Chính vì vậy em này cực kỳ là hot trong cái năm 2021 này anh em nha. Và sản phẩm cuối cùng mà LC muốn giới thiệu tới anh em đó chính là một chiếc quần jean nam đen tuyền. Em này thì sẽ có form dáng là form dáng ống suông. Với cái màu sắc như thế này thì anh em có thể tự tin lên cho mình mọi loại đồ rất là thoải mái, không phải lo lắng hay là suy nghĩ cái gì cả. Em này thì sẽ có những chiếc đinh tán bằng vàng đồng ở phần trên túi quần. Đấy là một trong những cái điểm nhấn giúp em nó nổi bật hơn rất là nhiều. Tùy vào những sở thích của anh em thì anh em hãy lựa chọn cho mình những cái chiếc quần jean nam ưng ý nhất. Quần jean nam màu đen này đảm bảo với anh em là không bao giờ làm anh em thất vọng đâu. Và trong chúng ta ai cũng cần có một cái chiếc quần jean nam đen. Bản thân mình thì mình có 4 chiếc quần jean nam đen này rồi. Mình sẽ mặc vào mỗi cái dịp nó khác nhau. Ví dụ như là đi làm thì mình sẽ mặc kiểu trơn, không có họa tiết gì cả. Hay là đi chơi, mình có thể chọn những cái chiếc quần jean nam rách bụi vải sơn để làm sao mà mình có thể nổi bật nhất trong đám đông. Ngoài ra, ở LC hiện tại còn có rất nhiều những cái mẫu quần jean nam đen khác đang chờ đón anh em. Anh em mua hàng thì hãy nhanh tay liên hệ tới LC qua số Zalo 093 48 48 481. Ngoài ra, những cái thông tin liên hệ khác bên mình có để bên dưới phần mô tả. Rất cảm ơn anh em đã xem video này. Anh em đừng quên ấn like, đăng ký kênh, bấm chuông để cập nhật cho mình những cái mẫu sản phẩm quần jean nam đen mới nhất, hot nhất, thịnh hành nhất từ LC anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc anh em một ngày vui vẻ.